Thưa quý vị và các bạn, cũng trong sáng ngày 15 tháng 12 thì 15 đội cảnh sát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã bắt đầu ra quân để kiểm tra, dán thông báo phạt nguội đối với xe ô tô dừng đỗ sai quy định. Trong đợt ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm 2020, các đơn vị cảnh sát giao thông đã bắt đầu áp dụng biện pháp thông báo xử phạt nguội mới đối với xe ô tô dừng đỗ sai quy định bằng phương thức là dán giấy thông báo lên kính xe. Và sau đây là ghi nhận của phóng viên VTC9. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng ngày 15 tháng 12 tại tuyến đường Trung Kính, Vũ Phạm Hàm, Phú Duy Tân, quận Cầu Giấy, lực lượng chức năng đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp xe ô tô dừng đỗ sai quy định. Lực lượng chức năng đã xử lý tại chỗ nhiều trường hợp vi phạm. Đây là cũng văn phòng em trên này, thì theo thói quen em vẫn đậu đây thôi. Chứ vậy này đi liên phố em vẫn có gửi bãi đàng hoàng và có sự hướng dẫn chỉ đạo chứ không đỗ lung tung. Đây là lần đầu tiên bị phạt như này. Thì để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cái này là rất đúng mục đích, cho nên là tôi rất vui lòng là lập biên bản đồng ý và ký vào biên bản vi phạm để lần sau mình có cái kinh nghiệm dừng đỗ cho nó chính xác để đảm bảo an toàn giao thông tốt hơn. Trong khi tuần tra xử lý với các trường hợp xe vi phạm nơi dừng đỗ, tài xế không có trên xe, lực lượng chức năng sau khi thông báo bằng loa sẽ ghi lại hình ảnh dán thông báo xử phạt lên kính xe. Trên thông báo ghi rõ thời gian, địa điểm lỗi vi phạm, ngày giờ, trụ sở, nơi hẹn giải quyết xử phạt. Quá thời hạn trên, nếu tài xế không đến giải quyết, cảnh sát giao thông sẽ gửi thông tin tới cơ quan đăng kiểm để xử lý theo quy định. Cái xử lý phạt nguội ấy thì tôi có nghe nói, nhưng mà chính xác là ngày hôm nay thì tôi không để ý. Đấy, thì tôi cũng vào làm việc chỗ phòng công chứng số 3, thì thấy cái chỗ này thì cũng thấy có người đỗ xe ở đấy. Thì tôi cũng đỗ để vào tưởng làm một lúc nữa xong, nhưng mà làm lâu quá cho nên chưa kịp đi thôi. Chúng tôi cũng rất là chấp hành thôi. Thì đến hỏi các anh công an thì tình hình như này xử lý như thế nào, thì mình để mình biết đường mình đi đến chỗ để xử lý. Bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 28 tháng 2 thì đội cảnh sát giao thông số 6 là thường xuyên túc trực lực lượng tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp là nguyên nhân gây ra tai nạn cũng như ùn tắc giao thông, và trong đó có lỗi là còn dừng đỗ xe sai quy định. Trong buổi sáng nay thì tổ tuần tra đội cảnh sát giao thông số 6 đã tiến hành xử lý hơn chục trường hợp xe dừng đỗ xe vi phạm. Thì hầu hết tại thời điểm kiểm tra thì người điều khiển phương tiện đều có mặt tại đấy, nên cái việc dán phiếu phạt, dán gửi thông báo nguội là rất ít. Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, từ tháng 11 năm 2019 đến nay, gần 16.000 trường hợp lái xe ô tô ở Hà Nội đã bị xử phạt nguội qua hệ thống camera giám sát giao thông. Tuy nhiên, tình trạng dừng đỗ xe sai quy định gây cản trở giao thông, mất trật tự, an toàn giao thông vẫn diễn ra phổ biến ở nhiều địa bàn, đặc biệt là các quận nội thành. Việc xử lý phạt nguội được người dân hoàn toàn ủng hộ.